Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ 52 trong chuỗi các bài tập yoga dành cho người mới bắt đầu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục vào bài tập ngày hôm nay nhé. Từ đây chúng ta hãy đứng thật thoải mái. Hai bàn chân của chúng ta đặt trên sàn của mình thật chắc chắn. Hai tay chấp nhẹ trước ngực và chúng ta cùng hít sâu để ổn định nhịp thở của mình. Hãy khép nhẹ đôi mắt. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở ra thật chậm nào. Rồi từ đây chúng ta hãy nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra. Rồi thả lỏng hai tay buông xuống. Tách rộng hai chân bằng hông. Đứng thật thoải mái trên sàn. Hít vào, hai tay đưa lên cao. Hai tay đan vào nhau, ngửa căng lòng bàn tay, duốn nhẹ ngực về trước, tay ra sau. Hít vào, thở ra chúng ta nhẹ nhàng này. Nghiêng lườn sang bên phải. Có thể kiễng cao gót chân trái của mình này. Kiễng cao gót chân lên nghiêng sau. Hít vào trở về nào. Thở ra chúng ta đùi về. Vươn dài tay của mình ra. Kiễng cao gót chân phải. Hít vào trở về giữa. Thả lỏng tay vai ra. Thở ra nghiêng lườn sang phải. Kéo giãn sâu. Hít vào trở về. Thở ra đùi bên nào. Thở ra đùi bên. Hít sâu trở về giữa. Thở ra nghiêng lườn sang phải. Hít vào trở về. Thở ra chúng ta đổi bên nha. Thở hết ra. Hít vào trở về. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng hạ hai tay của mình xuống. Rồi hai chân vẫn đứng tách rộng ra. Hít vào chúng ta đưa hai tay lên cao. Đẩy hông về trước, ngả người ra sau. Thở ra nó mềm lưng trên ra thở. Hít vào lưng thẳng này. Thở ra vươn dài người gặp người. Hai tay đặt lên đầu gối của mình. Hơi trùng nhẹ đầu gối, đẩy trọng lượng cơ thể về trước một chút nha. Vươn dài cái lưng của mình ra. Vươn dài lưng ra. Hít vào hai tay lên cao. Đẩy hông về trước. Thở ra mềm lưng trên nào. Hít vào thẳng lưng. Thở ra vươn dài cột sống gập người. Đưa hai tay ra xa. Rồi hai tay đặt lên ống chân của mình. Ai tốt có thể đưa tay sâu xuống này. Vươn dài lưng này. Trọng lượng cơ thể đẩy về trước sao cho chân của chúng ta được thẳng nhé. Vươn dài lưng ra. Hít vào hai tay lên cao. Đẩy hông về trước ngang người ra sau. Thở ra mềm lưng trên. Rồi nhẹ nhàng. Gập người. Thở hết ra. Vươn dài cột sống giữ ở đây hít thở đều. 5, 4, 3, 2, và một. Tiếp tục chúng ta hít vào hai tay lên cao, vươn căng hai tay của mình để thở ra mềm lưng trên ra. Hít vào thẳng lưng, thở ra gập người. Rồi, hai tay đặt cạnh hai bàn chân của mình nào. Từ đây chúng ta trùng nhẹ đầu gối của mình xuống, trùng nhẹ đầu gối xuống nào. Hít vào bước chân phải ra sau, bước chân phải của mình ra sau. Bước chân trái ra sau về tư thế tầm ván cao, siết cơ bụng lại, siết cơ bụng của mình lại. Thở ra hạ đầu gối, trùng khuỷu tay hạ ngực cằm 8 điểm chạm sàn. Hít vào bước mũi chân, hạ bụng, trườn lên rắn thẳng vươn dài cổ của mình ra. Thở ra chống mũi đầu ngón chân, đẩy mông lên cao về ngược, chìm sâu vai. Từ đây chúng ta hít vào đá chân phải ra sau lên cao, vuốt căng mũi chân của mình lên. Vuốt căng mũi chân lên, nhấn hai vai cân bằng nhau xuống sàn. Thở ra, bước chân phải về giữa hai bàn tay. Rồi chúng ta bước chân trái về cạnh gập người sâu, con cò vươn dài lưng ra. Đưa bụng chúng ta về gần đùi nào. Hít vào hai tay lên cao, đẩy hông về trước ngả người ra sau. Thở ra vươn dài cột sống gập người. Hai bàn tay đặt cạnh hai bàn chân. Hít vào bước chân trái ra sau.
bước chân phải ra sau về tầm ván cao, xếp cơ bụng lại. Thở ra hạ đầu gối, hạ ngực càng 8 điểm chạm sàn. Hít vào vuốt mũi trần, hạ bụng trườn lên rắn nào. Thở ra chống 10 đầu ngón chân, đẩy mông lên cao về ngược, chìm sâu vai. Hít vào đá chân trái của mình ra sau lên cao, vuốt căng mũi chân lên. Thở ra bước chân trái về giữa hai tay. Rồi, bước chân phải về cạnh gập người sau con cò nào. Vuông dài lưng của mình ra. Hít vào hai tay lên, đẩy hông về trước ngả người ra sau. Hít thẳng lưng, thở gập người, hai tay đập cạnh hai bàn chân. Hít vào chân phải ra sau, hạ đầu gối phải xuống sàn, vuốt mũi chân nào. Hít vào hai tay lên cao, ngả sau, bên lưng, ngả sau của mình nha, theo khả năng nào. Thở ra hạ tay của mình xuống. Rồi từ đây chúng ta chống mũi chân phải, đưa chân ra sau về tấm ván cao, siết cơ bụng. Thở hạ đầu gối, hạ ngực càng 8 điểm chạm sàn. Hít vào vuốt mũi chân, hạ bụng trườn lên rắn nào. Thở ra chống 10 đầu ngón chân, đẩy mông lên cao về ngược, chìm sâu vai. Hít vào đá chân trái của mình ra sau lên cao, chìm sâu xuống. Rồi thở ra bước chân của mình về giữa hai tay. Rồi bước chân phải về con cò gập người sâu nào. Gập người sâu. Tiếp tục chúng ta hít vào hai tay lên cao, đẩy hông về trước ngả người sau. Thở ra gập người con cò. Hít vào bước chân trái ra sau, hạ đầu gối trái xuống vuốt mũi chân. Hít vào hai tay lệ, thở ra ngả sau. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng hạ tay của mình xuống. Bước chân phải ra sau về tấm ván cao, siết cơ bụng mông đùi lại. Hít sâu, thở hạ đầu gối, hạ ngực càng 8 điểm chạm sàn. Hít vào vuốt mũi chân, hạ bụng trườn lên rắn nào. Thở ra chống 10 đầu ngón chân, đẩy mông lên cao về ngược, chìm sâu vai. Từ đây chúng ta hít vào đá chân phải ra sau lên cao. Rồi bước chân phải về giữa hai bàn tay, bước chân trái về cạnh, gập người sâu con cò. Hít vào hai tay lên nào, hai tay lên. Rồi thở ra nhẹ nhàng hạ hai tay của mình gập người. Từ đây tùy theo khả năng của mình nhé, nếu như chúng ta chưa có khả năng bật hai chân ra sau thì chúng ta sẽ bước từng chân một. Còn đâu nếu như ai tốt rồi thì chúng ta sẽ này, hít vào một hơi thật sâu này, xong rồi chúng ta sẽ đưa hai chân ra sau với tư thế tầm ván cao, được chưa? Bật hai chân của mình ra sau như vậy. Nhẹ nhàng thở ra hạ đầu gối, hạ ngực càng 8 điểm chạm sàn nào. Hít vào vuốt mũi chân, hạ bụng trườn lên rắn. Thở ra chống 10 đầu ngón chân, đẩy mông lên cao về ngược, chìm sâu. Tiếp tục thở ra hạ đầu gối nào, hạ ngực càng 8 điểm chạm sàn. Hít vào vuốt mũi chân, hạ bụng trườn lên rắn nhá. Thở ra chống 10 đầu ngón chân, đẩy mông lên cao về ngược, chìm sâu vai của mình xuống. Ai tốt hạ sâu gót chân của mình xuống sàn được chưa? Nếu ai chưa tốt thì vẫn trùng đầu gối, ai tốt thì hạ sâu gót chân. Hít sâu, thở ra hạ đầu gối của mình xuống nào. Hạ ngực càng 8 điểm chạm sàn. Hít vào vuốt mũi chân, hạ bụng trườn lên rắn nhở. Thở ra chống 10 đầu ngón chân, đẩy mông lên cao về ngược, chìm sâu vai. Hai bàn chân của mình hạ sâu xuống, nhấn sâu vai xuống. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng đưa bàn tay trái của mình nắm vào bạn xoắn nào, mắt nhìn ta nhìn xuống dưới vùng nách phải của mình.
hít vào trở về giữa, thở ra đuổi bên tay phải, nằm má ngoài của cổ chân trái, mắt của chúng ta nhìn xuống dưới nách của mình. Hít vào trở về, nhấn vai xuống, hít thở đều. Hít vào thật sâu, thở ra đưa tay trái của mình ra sau đó, nắm vào đây giữ, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào trở về giữa, thở ra đổi bên. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng, tùy theo khả năng của mình nhé. Nếu như chúng ta không cúi được đầu sâu như vậy thì chúng ta sẽ không giữ lâu tư thế đó nhé. Thở ra hạ đầu gối của mình xuống, hạ ngực cằm đáng điểm chạm sàn. Hít vào vô mũi chân, hạ bụng trườn lên, dán nặng vươn dai cổ của mình ra, dướn ngực về trước. Thở ra chống 10 đầu ngón chân, đẩy mông lên cao về ngược, chìm sâu vai. Chìm sâu vai nào. Tiếp tục chúng ta hít vào đá chân phải của mình ra sau lên cao, đá cao chân này. Rồi, gấp đầu gối của mình lại, thu đầu gối này. Đầu gối chạm vào khuỷu tay phải. Hít vào chân lề. Thở ra đầu gối tiếp tục chạm vào khuỷu tay của mình. Siết cơ bụng lại, vuốt căng mũi chân. Hít vào chân ra sau lên. Đá cao chân của mình lên. Thở ra đầu gối chạm vào khuỷu tay nào. Rồi tiếp tục hít vào chân lên lần 4 nào. Thở ra đầu gối chạm vào khuỷu tay của mình. Hít vào chân lên. Thở ra. Giữ ở đây 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta hít vào chân ra sau lên. Rồi trở về, mình ngược hạ bàn chân xuống, đổi bên chân. Hít vào chân trái ra sau lên cao. Thở ra, đầu gối chạm khuỷu tay của mình. Hít vào chân lên. Thở ra, đầu gối chạm khuỷu tay. Hít vào chân lên nào. Các bạn đã lắng 10 của mình chưa? Thấy nóng 10 chưa? Rồi, 3 rồi. Hít vào chân lên. Thở ra. Rồi, đầu gối chạm khuỷu tay. Lần cuối nhá. Hít vào chân lên. Thở ra, đầu gối chạm khuỷu tay của mình. Ok, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi, hít vào chân lên. Thở ra. Hạ chân xuống, vinh ngược, chìm sâu vai. Chìm sâu vai của mình xuống. Nếu như chúng ta hơi mỏi, hơi mệt, có thể hạ mông của mình ra sau, thư giãn em bé một chút nào. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm nha. Hít sâu. Thở ra thật chậm nào. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít sâu. Thở ra. Rồi đây chúng ta nhẹ nhàng đẩy trọng lượng cơ thể của mình lên. Chống 10 đầu ngón chân, đẩy mông lên cao về ngược. Chìm sâu vai, hít thở đều. Chìm sâu vai của mình, hít thở đều. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra đẩy trọng lượng cơ thể về trước trong tư thế tấm ván cao. Siết cơ bụng của mình lại. Siết cơ bụng của mình lại. Hít sâu. Thở ra hạ gót chân của mình sang bên trái này. Rồi nâng tay phải lên. Nếu ai đau mỏi về cổ tay thì chúng ta sẽ bước chân lên được chưa ạ? Để đỡ lực cho cổ tay của mình. Còn ai tốt thì chúng ta vẫn đặt chân của mình xuống được chưa ạ? Trở về tấm ván cao. Hít vào. Thở. Rồi, hạ gót chân sang bên phải nè, hít thở đều. Đẩy hông lên, nâng tay lên, giữ ở đây. 4, 3, 2 và 1. Thở hạ tay, trở về tấm ván cao nào. Siết cơ bụng lại. Siết cơ bụng lại, hít sâu. Thở ra hạ gót chân của mình sang trái, nâng tay lên. Nâng tay của mình lên. Rồi nhẹ nhàng hạ tay của mình xuống nào. Hít vào thật sâu.
Thở ra đổi bên. 4, 3, 2 và 1. Thở ra hạ tay của mình xuống nha. Hạ tay xuống. Rồi hạ đầu gối của mình xuống sàn. Rồi hạ khuỷu tay. Hạ khuỷu tay xuống. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng này. Hai bàn tay đan vào nhau. Hai tay của chúng ta đan vào nhau này. Đưa chân ra sau. Trong tư thế cầm ván thấp nha. Siết cơ bụng lại. Siết cơ bụng lại. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra đẩy mông lên. Tư thế đẩy cả heo. Có thể bước nhẹ chân của mình lên một chút. Nhấn sâu vai xuống. Hít vào. Siết cơ bụng lại. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi nhẹ nhàng chúng ta hạ đầu gối của mình xuống nào. Rồi tách rộng đầu gối sang hai bên. Hai tay của chúng ta tách rộng sang hai góc thảm. Tư thế vị. Chúng ta đưa tay ra sau. Em bé, tay vẫn cho trước ạ. Hoặc đẩy mông lên cao nhá. Đẩy mông lên cao, hạ ngực xuống. Kéo giãn sâu vào mình. Hít thở đều. Hít vào thật sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở ra thật chậm nào. Hít vào sâu. Thở ra chậm. Hít sâu. Thở chậm. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng đẩy cơ thể của mình lên này. Và chúng ta nằm ngửa. Nằm ngửa. Nằm ngửa. Hai tay của chúng ta ôm hai đầu gối của mình. Hai tay ôm hai đầu gối. Vuốt căng mũi chân. Hít vào chúng ta nâng trán lên về gần đầu của mình. Nâng trán lên về gần đầu gối của mình ạ. Giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3, cảm nhận hai vai được kéo giãn ra. 1, thở ra hạ đầu xuống. Kéo đầu gối về gần, vuốt căng mũi chân. Tiếp tục chúng ta hít vào, nâng đầu lên. Giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra hạ đầu của mình xuống nào. Tiếp tục hít vào, nâng đầu lên. Giữ hít thở. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra hạ đầu xuống. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng nâng hai chân của mình lên về tư thế em bé hạnh phúc. Rồi hai tay tách rộng hai cẳng chân của mình ra này. Đầu gối nhấn xuống sàn, đắp nhẹ sang hai bên. Cảm nhận cuộc sống của mình được thư giãn. Hạ sâu tay vai và chân của mình xuống sàn như này ạ. Hạ sâu tay vai xuống. Cảm nhận các cơ được thư giãn, thả lỏng. Hít sâu, thở ra thật chậm. Hít sâu, thở chậm. Hít vào thật sâu, thở ra. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng hạ chân của mình xuống này. Hai tay của chúng ta sang ngang, duỗi hai chân của mình ra. Bàn chân phải đặt lên đùi trái của mình. Hít vào thật sâu. Thở ra này, dùng tay trái của mình kéo đầu gối phải xuống sàn. Kéo xuống sang bên trái, mắt nhìn theo tay phải. Nhấn vai xuống, hít thở đều. Hít vào thật sâu. Thở ra chậm. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào thật sâu. Thở hết ra. Rồi chúng ta trở về nào. Trở về. Đặt bàn chân trái lên đùi phải. Tay phải đặt lên đầu gối, hít vào một hơi thật sâu. Thở ra kéo đầu gối của mình xuống. Mắt nhìn theo tay trái nha. Hít vào. Thở ra. Nhấn vai xuống. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít sâu. Và thả lỏng cơ thể của mình ra. Từ đây chúng ta trở về giữa.
nằm thư giãn trong tư thế Savasana. Hãy khép nhẹ đôi mắt, hướng tâm trí về hơi thở của vùng bụng. Hít vào bụng căng lên, thở ra xẹp sâu bụng xuống. Hít vào bụng căng lên, thở ra xẹp sâu bụng lại. Hít vào bụng căng tròn, thở ra xẹp sâu bụng. Rồi chúng ta hãy hít thở đều, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào hai tay lên cao, vươn căng hai tay của mình lên. Rồi chống chân trái về gần mông, thả lỏng tay vai, nghiêng người sang phải và chúng ta từ từ ngồi dậy. Vừa rồi là bài tập ngày thứ 52 trong chuỗi các bài tập yoga dành cho người mới bắt đầu. Hy vọng rằng bài tập này tiếp tục là những bài tập bổ ích mà các bạn đang chờ đợi. Và sau khi tập xong, các bạn nhớ comment phản hồi của các bạn. Và nếu các bạn có bất kỳ mong muốn hay yêu cầu gì nhá. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Yoga cho người mới bắt đầu và nhấn vào chuông để chờ đợi thông báo những clip tiếp theo. Và nếu như bạn muốn tập các bài tập không chứa quảng cáo, bạn có thể đăng ký tham gia hội viên của kênh YouTube. Tạm biệt.